Trung Quốc tài trợ cuộc nghiên cứu quốc tế thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Chuyến hải trình khoan tìm dầu khí ở Biển Đông do Trung Quốc dẫn đầu và tài trợ sẽ xuất phát từ Hồng Kông vào ngày 28 tháng Giêng, hướng ra vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Tàu khoan thăm dò đại dương Joint Resolution của Mỹ sẽ thực hiện các mũi khoan tại 3 địa điểm trong cuộc nghiên cứu quốc tế kéo dài 62 ngày. Các khoa học gia nói những mẫu thăm dò thu được sẽ cho thấy quy trình tiến hóa địa chất của Biển Đông và giúp lần ra các mỏ dầu khí tại đây. Chuyến hải hành do các khoa học gia Trung Quốc đề xướng từ năm 2008. Chuyến đi đánh dấu lần ra khơi đầu tiên của chương trình khám phá đại dương quốc tế, gọi tắt là IODP 2013-2023. Đề nghị khoan thăm dò Biển Đông không đạt được số phiếu cao nhất trong IODP gồm 26 nước thành viên. Nhưng việc nhà nước Trung Quốc chịu bỏ khoản tiền 6 triệu đô la, tức 70% chi phí dự án, là yếu tố quyết định để thực hiện chuyến hải trình thăm dò này. Chuyến đi có sự tham gia của 31 khoa học gia đến từ 10 nước và khu vực, trong đó có 13 người Trung Quốc, 9 nhà khoa học Mỹ và 1 từ Đài Loan. Chiếc tàu sẽ đi ngang qua và khoan thăm dò các khu vực mà Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Vận hành bởi Hội Khoa học Quốc gia NSF của Mỹ, con tàu đã nhận được sự đồng ý từ Manila và Bắc Kinh, nhưng đang đợi hồi âm từ Hà Nội để tiến hành khoan thăm dò tại một địa điểm ở vùng Tây Nam Biển Đông.